Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bì cuốn. Ở đây thì mình sẽ dùng là khoảng 500g thịt ba rọi rút sườn. Nếu như các bạn sợ mỡ thì mình sẽ dùng thịt nạc không cũng được. Có thể là dùng thịt nạc vai hoặc là thịt nạc đùi. Nếu thích mềm thì mình nên dùng thịt nạc vai nha. Ở đây thì mình sẽ dùng khoảng 400g da bì tươi. Thì khi mua về thì sẽ có hai cách. Một là các bạn trụng sơ qua nước sôi, nhưng mà các bạn lưu ý nha, mình nấu nước cho thật là sôi. Sau đó mình sẽ cho da bì vô là mình vớt ra liền ngay lập tức luôn. Các bạn mà ngâm nước nóng trong cái nước đang sôi tầm khoảng mười mấy giây thôi là đôi khi là nó bị nhão. Nhão là nó hết cái ngon, nó hết giòn cái phần da bì tươi đó. Còn thêm một cách thứ hai thì để chắc chắn hơn, các bạn có thể là mình rửa bằng nước ấm. Rửa nước ấm rồi xong rồi mình sẽ xả nước lạnh lại với nhiều lần nước. Và để cho nó thật là khô ráo nha. Có thể là mình phơi nắng cũng được. Mình phơi khoảng 15-20 phút cho nó ráo, nó khô. Thì sợi bì nó sẽ ngon hơn. 2 muỗng canh tỏi ớt băm, một ít nước cốt chanh. Thì cái phần mình sẽ làm nước mắm chua ngọt á. Ngoài ra thì nguyên liệu để giúp cho cái bì của mình nó thơm là thính gạo. Phần thính này các bạn có thể là mua ở những cửa hàng tạp hóa, người ta bán rất là nhiều. Tức là gạo người ta rang vàng á, người ta xay ra. Ngoài ra thì mình sẽ còn có là xà lách nè, rau thơm, bánh tráng. Thì cái phần đó mình sẽ để sau nha. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi ướp cái phần thịt trước. Tiếp theo mình sẽ ướp thịt nha. Hôm nay thì mình sẽ ướp thịt đơn giản thôi, mình sẽ không dùng dầu hào nha. Mình cho đây khoảng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Bột ngũ vị hương thì mình sẽ không có dùng nhiều nha các bạn, một tí ti thôi, khoảng một đầu đũa ha các bạn. Mình sẽ ướp thịt bằng đường thốt nốt nha. Mình dùng khoảng một muỗng canh đường thốt nốt. Không có đường thốt nốt thì các bạn dùng đường cắt trắng hoặc đường cắt vàng cũng được. Nhưng mà mình sẽ bớt lại chút xíu, tại đường thốt nốt độ ngọt nó không bằng đường cắt trắng đó. Nước mắm thì mình sẽ cho đây khoảng nửa muỗng canh. Cho vào đây khoảng 1/3 muỗng canh tỏi ớt. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn ướp thịt cho mình là khoảng 15-20 phút là được rồi. Mình cũng không cần phải ướp lâu. Bây giờ mình sẽ để yên cho nó ngấm gia vị vô nha. Mình sẽ đi nấu nước mắm nha. Mình sẽ cho vào đây là 200ml nước lọc, 110g đường. Nếu như không có cân các bạn dùng cái muỗng này. Mỗi một muỗng canh gạt ngang này là tầm khoảng 20g, 80g nước mắm. Cho vào đây một muỗng canh giấm để trung hòa về mặn lại. Còn phần nước cốt chanh á, khi nào nguội rồi mình mới cho nước cốt chanh tỏi ớt vô nha. Giờ nấu cho nó sôi, nó tan đường nữa. Phần nước chấm bì thì các bạn có thể là nêm nếm lại nha. Nhưng mà đặc trưng của món bì cuốn miền Tây thì cái nước chấm này nó sẽ hơi ngọt chút xíu. Do đó là mình sẽ cho vào đây thêm khoảng nửa muỗng canh đường nữa, tùy theo khẩu vị nha các bạn. Có nhiều bạn thì không cần phải cho thêm nửa muỗng canh đường này vào. Bây giờ nó sôi lên rồi các bạn, mình sẽ tắt bếp để nguội nha. Thịt thì sau khi mình ướp xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi khìa nha. Chảo nóng là mình sẽ cho vào hết luôn. Mình để lửa lớn cho nó săn thịt lại nha. Mình cho một tí ngũ vị hương vào, thịt nó thơm lắm. Nhưng mà đừng có lạm dụng cho nhiều quá nha các bạn, nhiều quá nó nồng mùi lắm đó. Hôm nay mình kìa thịt thì mình sẽ không dùng nước dừa. Các bạn có nước dừa tươi á, mình dùng nước dừa tươi màu nó sẽ lên đẹp hơn nữa. Với lại mình thấy dùng đường thốt nốt thì màu nó cũng đã lên đẹp rồi. Thịt nó săn lại nè các bạn. Giờ mình sẽ cho nước vô nha, một ít nước lọc vô. Khoảng 150ml nước thôi. Mình để lửa lớn cho nó sôi trở lại. Sau khi nó sôi trở lại mình hạ xuống lửa vừa, mình khìa từ từ thôi. Phần thịt nó cứ khoảng 5-7 phút thì các bạn lật trở thịt lại để cho nó chín đều, nó thấm đều gia vị hơn. Thịt này của mình thì mình cũng không cần phải đậy nắp, tại do miếng thịt của mình nó mỏng á. Và lời khuyên của mình thì các bạn nên xắt thịt mỏng cho thịt nó nhanh chín, ướp gia vị nó dễ thấm hơn. Mình đừng có để nguyên miếng to quá, nó không ngon á.
Thịt bây giờ nó bắt đầu nó gần cạn rồi đó các bạn. Gần cạn thì mình sẽ trở liên tục hai mặt để cho nó vàng đều nha. Thịt giờ nó lên màu rất là đẹp rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình tắt bếp mình để cho nó nguội, sau đó mình sẽ cắt thành những miếng vừa ăn, miếng nhỏ nhỏ để mình trộn bì. Thơm lắm luôn á. Và nhìn thấy này, dùng đường thốt nốt á, màu lên rất là đẹp. Ở ngoài màu nó còn đẹp hơn nữa đó. Qua màn hình nó hơi nhạt màu á. Sau khi nước mắm nguội rồi mình sẽ cho tỏi ớt vô. Ở đây mình có một ít cà rốt bào sợi nè. Mình cho trực tiếp vào đây luôn nha. Còn về nước cốt chanh thì các bạn điều chỉnh lại tùy theo cái sở thích của mình. Mình cho vào đây tầm khoảng một muỗng canh. Với thêm chút nữa nha. Mình cho vào đây khoảng một muỗng canh tỏi phi nha, để mình trộn bì cho nó thơm. Sau đó cho cái phần thịt này vô. Thịt mình sắc càng nhỏ nó càng ngon nha. Và nó sẽ hơi lâu một chút. Trộn lên cho nó đều rồi mình sẽ cho thính vô. Sau đó mình sẽ cho thính từ từ vô nha. Bì mình đã trộn xong nè các bạn. Nó khô khô ráo ráo như thế này. Nhiều bạn thì thích ăn cái bì tự nhiên nó hơi ướt ướt, tùy theo nha. Nếu như thích nó ướt ướt các bạn có thể dùng cái nước sốt mà sau khi mình kìa thịt nó còn á, mình cho vô. Mình sẽ cuốn bằng miếng bánh tráng này nha. Tay thì mình sẽ vệ sinh sạch. Tại vì bao tay nó trơn, nó khó làm đó các bạn. Chỉ là mình cuốn á, cái cuốn nó không có chặt. Mình thì mình thích ăn cái da bì nhiều á, do đó mình dùng cái da bì nhiều. Các bạn cái này mình có thể mình điều chỉnh lại nha, tùy theo mình. Món bì cuốn của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Ở nhà mình thì bì cuốn thì mình sẽ sắc thành khoanh như thế này nè, thành những cái cục nhỏ nhỏ cho dễ ăn. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Cái phần nhân bì á, mình ướp gia vị nó vừa ăn các bạn. Nước mắm á, thì nó chua chua ngọt ngọt, rất là ngon luôn á. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.